chấp 203 thần sủng tiến hóa. Mấy ngày sau, Du Châu, sau đó chúng con quay về từ thế giới tầng. Đối diện với kẻ địch thực lực sâu không thể lường, con lại có thể kiềm chế không hành động lỗ mãng, rất tốt. Đúng rồi, ngày mai đi thế giới Hắc Vũ à, đã chuẩn bị xong chưa? Ừm, ngày mai ạ. Mới quay về từ không gian tầng một tuần, cũng không ở cùng ông được nhiều. Đừng có làm quyến luyến bị dị như con gái nữa, trái đất quá nhỏ rồi, tới nơi con nên tới, không cần lo cho ông già này. Đúng rồi, Bắc Bách Khoa. Kể chi tiết những gì cô nói lần trước với tôi đi, anh còn muốn biết cái gì? Kể cửu thiên thập địa tiếp đi. Tiểu Bằng sau khi quay về đại khái về lần lịch luyện này, ông cũng rất hứng thú với phần này. Trái đất mà mấy người đang nhìn thấy chỉ là một phần rất nhỏ của thế giới này, phần lớn thế giới này đều đang ẩn giấu ở một mặt khác. Nếu như chỉ là một chút địa bàn trái đất, sao có thể thu hút được nhiều bộ lạc thượng cổ quay về như vậy được chứ? Thế giới này từng có một cái tên là cửu thiên thập địa. Thiên là dương, địa là âm, địa ngục U Minh Hoàng Tuyền lần này chúng ta đi chính là thập địa trong truyền thuyết, đầu trâu mặt ngựa kia chính là giám sát và chấp pháp trong địa ngục. Cửu thiên tức là một thế giới rộng lớn, dùng cách nói của các ngươi thì chính là một mảnh đại lục chỉnh thể. Bộ lạc Bắc Hàn của chúng ta trước kia sống ở trên quần đảo Hàn Xương ở cửu thiên. Cửu thiên và thập địa độc lập với nhau, muốn từ cửu thiên vào thập địa phải thông qua thông đạo đặc biệt. Nói thật, vừa nãy cũng là lần đầu ta vào địa ngục, trước kia chỉ nghe các trưởng bối trong tộc từng nhắc qua. Vậy trong thập địa có người quản lý vậy cửu thiên có người quản lý không? Cửu thiên không có. Nhưng cửu thiên có một vài tộc quần quái vật rất mạnh, chúng thậm chí còn mạnh hơn cả bộ lạc chúng ta, từ thời viễn cổ đã tồn tại trong cửu thiên, thậm chí còn có một vài tồn tại sinh ra từ thuở sơ khai thế giới đang ngủ sâu. Vậy thế giới bộ lạc thượng cổ cũng đang tọa lạc trong cửu thiên thập địa sao? Không, những thế giới đó độc lập nằm ngoài cửu thiên thập địa, được gọi là vị diện hải. Ta cũng không rõ lắm, đều là năm đó ta nghe cha ta nói, chỉ biết cửu thiên thập địa rất lớn, vị diện hải cũng rất lớn. Câu hỏi cuối cùng, ta vẫn có chút tò mò, năm đó tại sao cô lại rời khỏi trái đất, hơn nữa còn cùng tất cả bộ lạc rời đi. Thực ra lúc đó rời đi chỉ là những người già yếu, cha ta năm đó ở lại. Ta chỉ biết cha ta còn có cả trưởng lão trong tộc, cuối cùng dẫn theo một bộ phận tinh anh và ngự thú trong tộc, rời khỏi bộ lạc tham gia chiến tranh. Chiến tranh? Được rồi, lôi chuyện đau lòng của con gái nhà người ta ra, còn hỏi nữa không phải hành vi của bậc đàn ông đâu. Cắn câu rồi. Người bộ lạc thượng cổ năm đó rời đi nhất định có đạo lý của họ, hoặc là môi trường không hợp để họ sinh sống hoặc là không sinh sống được tiếp nữa. Nếu như là vế trước còn tốt, nhưng nếu như là vế sau, vậy chính là có nguyên nhân gì đó khiến nhân tộc không thể sống ở cửu thiên nữa, không thể không lưu vong. Tuy rất muốn ở cùng ông nữa, để ông hưởng thụ niềm vui gia đình. Nhưng sống trong an bình mà không chuẩn bị sẵn sàng cho nguy hiểm của tương lai thì không được. Hiện tại trái đất tuy là an toàn nhưng chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể đảm bảo an toàn tương đối, mình không thể buông lỏng cảnh giác. Hòn đảo nào đó thuộc thế giới Hắc Vũ. A Ngai, cuối cùng ta tìm được manh mối về bảo bối của ta rồi. Mẹ nó chứ, tìm lâu như vậy cuối cùng cũng tìm được rồi, đợi ta đoạt được bảo bối về sẽ cho các ngươi ăn ngon, ha ha. Vậy ngươi đi đoạt bảo bối về đi. Hự, có thể đoạt về ta nhất định đoạt về rồi, vấn đề là không cướp nổi. Hửm. Chủ nhân về rồi. Hả? Dô, các ngươi đều đang đợi ta à? Chủ nhân, đại hải mập nói nó tìm được bảo bối sâu trong đại dương trước đó nó làm mất rồi. Bảo bối sao, đại hải mập này được đấy, lại còn có cả cái này, lúc ta ở đây không nói, đợi ta đi rồi mới lén tìm cơ hội muốn lén lút sau lưng ta lấy đồ tốt ra. Đại hải, ta đắng lòng đấy, có bảo bối quên chủ nhân à? Không phải là ta cũng vừa nghĩ tới sao, hơn nữa vẫn chưa lấy được. Ừ, được rồi, bảo bối ngươi nói là gì? Là một vũ khí. Vũ khí, quái vật các ngươi cũng có vũ khí. Đương nhiên có, chẳng qua tố chất cơ thể của quái vật chúng ta mạnh mẽ, vũ khí bình thường không hữu dụng bằng cơ thể bản thân chúng ta, cho nên có rất ít quái vật dùng vũ khí. Quả thực, chúng cũng mang vũ khí.
Vậy cũng là quái vật hình người sẽ hợp dùng vũ khí hơn chứ. Đại hải mập, ngươi là con cá ngay cả móng vuốt còn đéo có, dùng vũ khí gì, mũ giáp à, vậy phải cái mũ lớn cỡ nào chứ? Được rồi, vậy ngươi nói xem cái mũ đó ở đâu? Đó không phải mũ, đó là thần khí. Thần khí sao? Nào nào, chúng ta vào cung điện rồi ngươi triển khai chi tiết xem. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.